Một ngày mới đã đến, xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang quan tâm theo dõi chương trình Cà phê sáng của truyền hình Bình Phước. Mình chúc quý vị một buổi sáng an lành, một ngày làm việc thành công và luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trở lại với chương trình như thường lệ, bây giờ là những thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật và chuyển tới quý vị ngay sau đây. Vâng, thưa quý vị, dự thảo luật nhà giáo đề xuất miễn học phí cho con đẻ và con nuôi hợp pháp của nhà giáo đang trong thời gian công tác. Đây là một trong những nội dung báo cáo của Chính phủ gửi tới phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần hai. Dự án luật nhà giáo nêu rõ với các chính sách về tiền lương, phụ cấp cũng như chính sách hỗ trợ cho nhà giáo được đề xuất trong dự thảo sẽ làm tăng chi phí ngân sách. Theo đề xuất phương án quy định chi tiết tại dự thảo nghị định thì bảng lương của giáo viên mầm non, phổ thông công lập có sự điều chỉnh để phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của công việc đối với nhà giáo ở các cấp học. Đồng thời, phụ cấp ưu đãi của nhà giáo dự kiến điều chỉnh đối với cấp mầm non tăng thêm 10% và tiểu học tăng thêm 5%. Nếu chính sách này được thông qua, chi phí tăng thêm để chi trả tiền lương cho nhà giáo sẽ khoảng 1.068 tỷ đồng mỗi tháng. Hàng năm, ngân sách phải bổ sung 12.816 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký chỉ thị số 37 về tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2025. Chỉ thị nêu rõ Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và sớm công bố đề thi tham khảo có tính ổn định trong nhiều năm để các nhà trường, giáo viên, học sinh chủ động trong hoạt động ôn tập, dạy và học, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên của các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học về công tác tổ chức kỳ thi, công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, dạy và học, năng lực kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Tổ chức xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, bảo mật, an toàn, có độ phân hóa, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi và tuyển sinh, rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy định bảo đảm chặt chẽ các khâu, các bước trong công tác xây dựng đề thi và ngân hàng câu hỏi thi, chỉ đạo các địa phương thực hiện tổ chức chấm thi, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết vừa qua, đoàn viên người lao động đã đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 để kéo dài dịp nghỉ đến hết ngày 5 tháng 9. Đại diện cơ quan này đã dẫn mức bình quân ngày nghỉ lễ Tết trong năm của các nước Đông Nam Á khoảng 16 đến 17 ngày, trong khi của nước ta chỉ 11 ngày, dư địa tăng số ngày nghỉ lễ Tết trong năm vẫn còn. Vì sao lại chọn đề xuất tăng ngày nghỉ Quốc khánh 2 tháng 9 thay vì kéo dài dịp Tết Nguyên đán? Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, dịp Tết, người lao động đã được nghỉ dài ngày. Vì vậy, đơn vị này mong muốn được tăng số ngày nghỉ Quốc khánh 2 tháng 9 để giãn khoảng thời gian nghỉ trong năm, gần như hơn một quý là có một dịp nghỉ. Đây là cơ hội cho công nhân được về thăm gia đình, đưa con đi chơi trước khi bắt đầu năm học mới. Là một trong những di tích lịch sử quý giá của thủ đô và dân tộc, Cổ La đã nhiều lần được chọn làm kinh đô của nước Việt. Với những kết quả nghiên cứu khảo cổ học qua nhiều thời kỳ trong lòng đất đã khẳng định, Cổ La là một trong những di tích hiếm hoi chứng kiến quá trình phát sinh, phát triển của nền văn minh sông Hồng. Khoảng hơn 2.000 năm trở về trước, mảnh đất Cổ Loa đã được những người anh hùng chiến thắng hàng chục vạn quân xâm lược Tần hung bạo chọn làm đất dựng đô, mở cơ đồ Âu Lạc, thúc đẩy nền văn hóa Đông Sơn, nền văn minh lúa nước phát triển lên tới đỉnh cao. Với hơn 100 tài liệu hình ảnh với nội dung về ba chủ đề, miền đất về người Việt cổ, Cổ Loa kinh thành, quân thành, thị thành và không gian văn hóa đặc sắc, đã giúp cho du khách tìm hiểu về Cổ Loa, một di sản văn hóa, một bằng chứng về sự sáng tạo, trình độ kỹ thuật cũng như văn hóa của người Việt cổ trong công cuộc giữ nước và chống giặc ngoại xâm. Thưa quý vị, tranh của Bùi Xuân Phái, Trần Đình Thọ, Nguyễn Văn Tị và nhiều danh họa khác được giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật trong triển lãm chuyên đề Hà Nội Sức Sống và Niềm Tin vừa được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm trưng bày 70 tác phẩm chọn lọc trong bộ sưu tập mỹ thuật hiện đại của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam về chủ đề Hà Nội. Với chất liệu đa dạng, ngôn ngữ tạo hình phong phú, mang phong cách dấu ấn riêng cùng tình cảm chân thành của người nghệ sĩ dành cho mảnh đất, nơi lắng hồn, núi sông ngàn năm. Sau 9 năm kháng chiến, hình ảnh Hà Nội được diễn tả trong không khí rực rỡ cờ hoa, đón chào đoàn quân tiến về giải phóng thủ đô. Đặc biệt, cùng với trưng bày tác phẩm theo hình thức truyền thống, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn ứng dụng công nghệ trình chiếu số và tổ chức hoạt động in tranh khắc gỗ để đem lại trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Triển lãm
diễn ra đến hết ngày 22 tháng 10 tới. Thưa quý vị, tuần lễ văn hóa du lịch tỉnh Trà Vinh gắn với lễ hội Ốc Om Bóp năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh mở rộng, dự kiến diễn ra trong 7 ngày từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11. Các hoạt động chính sẽ diễn ra gồm lễ khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch gắn với lễ hội Ốc Om Bóp tỉnh Trà Vinh năm 2024, không gian ẩm thực Nam Bộ năm 2024, không gian triển lãm du lịch Trà Vinh kết nối và phát triển, hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn và OCOP, liên hoan múa không chuyên dân tộc Khmer. Tuần lễ văn hóa du lịch gắn với lễ hội Ốc Om Bóp tỉnh Trà Vinh năm 2024 nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy, giữ gìn nét văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, đồng thời tạo điều kiện giới thiệu quảng bá đến du khách những hình ảnh về con người, các tiềm năng du lịch, văn hóa lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh. Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc vừa tổ chức chuyến khảo sát các điểm tham quan dành cho Phật tử trong Đại lễ Vesak 2025 tại núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Đại diện Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc đánh giá núi Bà Đen là một viên ngọc báu, điểm nhấn chính cho toàn bộ sự kiện Vesak 2025. Được mệnh danh là đệ nhất thiên sơn, núi Bà Đen vốn nổi tiếng với khung cảnh hùng vĩ, nơi từng được nữ sĩ Sương Nguyệt Ánh tán dương, non linh đất phước trổ hoa thần, riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân. Ngọn núi quanh năm mây phủ này còn là thiên đường hoa rực rỡ suốt bốn mùa, cùng sự hội tụ của nhiều công trình văn hóa tâm linh như tượng Phật Bà Tây Bồ Đà Sơn kỳ vĩ nhất châu Á, tượng Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới. Tính chung 9 tháng năm nay, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 12,7 triệu lượt, tăng 43% so cùng kỳ năm ngoái và vượt 12,6 triệu lượt khách của cả năm 2023. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 9, Việt Nam đón gần 1,3 triệu lượt khách quốc tế. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đa số các thị trường phục hồi hoàn toàn, thậm chí một số thị trường còn tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Có được kết quả này, một phần nhờ hàng loạt chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam ở các nước như Hoa Kỳ, Australia, Pháp, Đức, Hàn Quốc và chính sách thị thực thông thoáng. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kỳ vọng lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng đột phá trong những tháng còn lại năm 2024. Từ đó, ngành du lịch sẽ hoàn thành mục tiêu đón từ 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Quý vị thân mến, để văn hóa đọc luôn đồng hành cùng học sinh trong các cấp học, thì việc cho trẻ tiếp xúc với sách càng sớm càng giúp các em nhanh nhận biết và hình thành niềm đam mê đối với những trang sách. Chính vì vậy, một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được các thư viện sách dành cho trẻ. Việc làm này mang nhiều ý nghĩa và đặc biệt là ươm mầm tình yêu sách trong các em. Với không gian thư viện sách như thế này, các bé trường mầm non Hướng Dương, thành phố Đồng Xoài thỏa sức khám phá thế giới đầy màu sắc, ngộ nghĩnh và đáng yêu qua từng trang sách. Để thu hút các trẻ, nhà trường còn xây dựng thêm nhiều nội dung hấp dẫn như tổ chức cho các bé tái hiện lại những màu sắc trong sách qua từng bức tranh được chuẩn bị sẵn, kể lại cho nhau nghe điều mình ghi nhớ được từ những gì vừa xem. Hôm nay con vô đây, con nghe chị chuyện với cả con nghe. Con nghe màu sắc, với cả con cô bút màu. Mầm non là lứa tuổi chưa biết đọc, vì thế thư viện sách dành cho trẻ cũng đặc biệt hơn so với những cấp học khác. Từ cách sắp đặt sách đến trang trí thư viện đều vô cùng bắt mắt, nhằm kích thích tính tò mò, khám phá của trẻ. Ngoài xem sách, trẻ còn được nghe câu chuyện với hình thức sân khấu kịch dối, tạo ấn tượng hơn về nội dung, từ đó ghi nhớ được lâu hơn. Các bậc học khác, trẻ học sinh mà đọc sách, học sinh đọc sách thì họ sẽ suy nghĩ và suy ngẫm trong nội dung câu cuốn sách để họ thu nhận những kiến thức, tri thức. Nhưng trẻ mầm non á, thì là nó chỉ dùng hình ảnh để nó sáng tạo. Giống như hồi nãy tôi có cho trải nghiệm qua cho trẻ. Thông tư số 16/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 5 tiêu chuẩn thư viện mầm non, gồm tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất, thiết bị chuyên dụng,
hoạt động thư viện và tiêu chuẩn quản lý thư viện. Để đáp ứng 5 tiêu chuẩn này, các trường cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo để đưa thư viện sách vào hoạt động ngay từ đầu năm học. Cái nguồn sách thì nhà trường trang bị một ít, rồi vận động từ cha mẹ của các cháu đọc sách ở cái độ tuổi mầm non là giúp cho các cháu phát triển kiến thức này, phát triển kỹ năng này, phát triển về cái tình cảm. Và ở đây là một cái tiền đề để giúp cho các cháu học tốt ở các cái cấp học sau này. Mỗi tuần 30 phút là khoảng thời gian lý tưởng để trẻ làm quen với việc tiếp cận sách ở môi trường học đường. Ngoài ghi nhận thêm những điều từ sách, thư viện còn giúp trẻ học hỏi, thử sức, khám phá, phát triển trí tuệ qua những hoạt động sáng tạo. Đối với trẻ, đây là bước làm quen quan trọng, ươm mầm tình yêu với sách, với kho tàng tri thức vô giá của nhân loại. Thưa quý vị, thành phố Đồng Xoài đang hướng đến xây dựng đô thị hiện đại, sinh thái, thông minh. Nơi đây không chỉ nổi bật với sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và kinh tế, mà còn mang trong mình những giá trị nhân văn sâu sắc với nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Vâng, những con đường xanh mát và bầu không khí thiên nhiên trong lành tạo nên một không gian sống đáng mơ ước. Chính điều này đã làm nhiều runner hào hứng tham gia chạy vào mỗi buổi sáng. Tiểu mục Nhịp sống hôm nay sẽ đưa quý vị khám phá vẻ đẹp độc đáo này qua những cung đường của thành phố Đồng Xoài. Hồ Xuân Hương là điểm đến lý tưởng để bắt đầu ngày mới. Ánh nắng đầu tiên của bình minh chiếu lên mặt hồ tạo ra khung cảnh thơ mộng, khiến mỗi bước chân trên cung đường này trở nên nhẹ nhàng và thư thái. Một khung cảnh thơ mộng khiến mỗi bước chạy như nhẹ nhàng hơn, bay bổng hơn. Theo tôi cảm nhận thì cung đường chạy này là một cung đường rất tuyệt vời. Riêng buổi sáng thì là chạy là khí hậu rất mát mẻ và là cái cung đường này chạy là rất an toàn và chạy bộ đấy là một khung cảnh rất hợp lý và rất tuyệt vời. Không chỉ đường Hồ Xuân Hương, các runner còn được trải nghiệm qua các cung đường đẹp và xanh mát của thành phố. Điều đặc biệt, dưới tán cây cao su xanh mướt, những hàng cây thẳng tắp, lấp lánh dưới ánh mặt trời ban mai, tạo nên một không gian vừa mát mẻ vừa yên bình, khiến các runner như được hòa mình vào thế giới riêng. Khi mình chạy thì mình thấy không khí rất trong lành và đường thì nói chung là phù hợp với chạy bộ. Cho nên là từ già cho đến trẻ đều là thích chạy môn thể dục. Mình thấy là đô thị Đồng Xoài đang là một đô thị trẻ rất là năng động và đang trên đà phát triển rất là tuyệt vời. Quá nhiều cái cung đường khác nhau, có vừa cũng có những đôi dốc nhẹ và có những hàng cây, đặc biệt là phong cảnh của Bình Phước rất là tuyệt vời. Có những runner chia sẻ rằng họ không chỉ háo hức về việc hoàn thành quãng đường chạy mà còn chờ đợi được trải nghiệm cảm giác thư thái, thoát khỏi nhịp sống hối hả để hòa mình vào không gian thiên nhiên thanh bình nơi đây. Chính vẻ đẹp tự nhiên và không khí trong lành ấy đã tạo nên động lực mạnh mẽ, thúc đẩy bước chân của mỗi người chạy, từ những runner chuyên nghiệp đến những người mới bắt đầu. Hầu như tất cả các anh chị em ở trong câu lạc bộ Bình Phước Runner cũng như là những người yêu thích chạy bộ thì rất thích khám phá những cái cung đường tuyệt đẹp của thành phố Đồng Xoài Bình Phước năm nay và muốn chinh phục được những cái giới hạn của bản thân. Và bên cạnh đó thì cũng được giao lưu học hỏi và gắn kết với mọi người nhiều hơn. Sự hào hứng của các runner không chỉ đến từ thử thách cá nhân mà còn từ niềm vui khám phá, trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất mà cảnh sắc thiên nhiên Đồng Xoài mang lại. Tất cả hứa hẹn một giải Bình Phước Marathon Trường Tuyên Group lần thứ 2 vào tháng 11 tới đây, đầy kịch tính và thú vị. Những hình ảnh về thành phố Đồng Xoài vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cà Phê Sáng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin cảm ơn Bệnh viện Hoàng Mỹ Bình Phước đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt.